Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 NQTU. Đại dòng thủy sản Mạnh Lờ Quang Phú đảm bảo tôm giống cho bà con. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 25, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Tổ chức bộ máy của hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác dân vận, hướng về cơ sở, tập trung chỉ đạo việc nắm bắt và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng đảng, chính quyền. Công tác dân vận của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước có sự chuyển biến mạnh, phát huy vai trò thực sự, chính quyền tổ chức thực hiện công tác dân vận, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận với việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang thực sự đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền biên giới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Từ năm 2010 đến năm 2015, Quảng Bình đã xây dựng được trên 3.000 điển hình tập thể cá nhân, dân vận khéo trên các lĩnh vực. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 2.250 mô hình, điển hình tập thể cá nhân dân vận khéo trên các lĩnh vực có sức lan tỏa, đang được tiếp tục nhân rộng. Sáng nay ngày 18 tháng 4, Ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh chủ trì hội nghị. Hiện nay, Quảng Bình có 798 tổ hợp tác, thu hút hơn 12.000 thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực gồm chăn nuôi, trồng trọt, khai thác trên biển, kinh doanh dịch vụ, nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ nông nghiệp, tưới tiêu, thủy lợi. Các tổ hợp tác đã giúp nhau vay vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 274 hợp tác xã, thu hút hơn 120.000 thành viên và 3.200 lao động trực tiếp với tổng nguồn vốn trên 3.400 tỷ đồng, hoạt động trên các lĩnh vực gồm nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ điện, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, môi trường, tín dụng. Các hợp tác xã đã mở rộng liên kết sản xuất gắn với các cơ sở chế biến, bảo quản, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác quy hoạch, tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2018 cho các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng ủy cơ sở trực thuộc, Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, bí thư, phó bí thư chi bộ và chi ủy viên trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.
Tại lớp tập huấn, học viên đã được quán triệt nghiên cứu những nội dung cơ bản như nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thứ tư lập hồ sơ, quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp trong đảng bộ quân đội, quy trình bổ cục, chế độ ra nghị quyết, phương pháp chuẩn bị nội dung, duy trì điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ. Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu trên cơ sở các nội dung được tập huấn, các học viên cần vận dụng có hiệu quả vào quá trình lãnh đạo, điều hành đơn vị, đồng thời cập nhật kiến thức mới để tham gia có chất lượng. Hội thi bí thư chi bộ sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Vừa qua, huyện Đoàn Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2018. Trong tháng thanh niên năm 2018, các cấp bộ đoàn hội trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã thực hiện được 39 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, như công trình xây dựng sân bóng chuyền, hàng cây thanh niên tại xã Ngư Thủy Trung, thắp sáng đường quê tại xã Hưng Thủy, thu gom trên 30 tấn rác thải dọc đường làng ngõ xóm trên sông Kiển Sang, di tích lịch sử chùa Hoàng Phúc, trồng được hàng trăm cây xanh và hoa các loại dọc các đoạn đường kiểu mẫu, giúp đỡ 150 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh, huy động hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Tại hội nghị, tỉnh đoàn, Ủy ban nhân dân huyện, huyện đoàn Lệ Thủy đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong tháng thanh niên năm 2018. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch vào hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống, chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, đài phát thanh truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2018, tức ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3 âm lịch, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Vĩnh Sơn và lễ vía Đức Thánh Mẫu Liễu Hành. Đình Làng Vĩnh Sơn là di tích được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật cấp tỉnh. Đây là nơi hội họp của nhân dân, nơi tập kết vũ khí, lương thực để chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đình Làng Vĩnh Sơn là gốc tích Đức Thánh Mẫu Liễu Hành, nơi lưu giữ sắc phong và thờ 12 thần Thành Hoàng. Để tưởng nhớ công lao to lớn của các thần Thành Hoàng và ngày Đức Thánh Mẫu Liễu Hành giáng trần, hàng năm, cứ vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3 âm lịch, xã Quảng Đông đã tổ chức lễ hội truyền thống Đình Làng Vĩnh Sơn và lễ vía Đức Thánh Mẫu Liễu Hành. Để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu, nhà nhà yên vui, hạnh phúc. Đây là dịp để các thế hệ người dân Quảng Đông khắc ghi công ơn sâu sắc của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, đồng thời tuyên truyền quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo đến với du khách thập phương. Hôm qua ngày 17 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn phối hợp với Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò giống sinh sản cho 60 hộ nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Các hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai tại các xã Quảng Hòa, Quảng Trung, Quảng Văn, Quảng Lộc, Quảng Thủy, Quảng Sơn, Quảng Minh đã được hỗ trợ mỗi hộ một con bò cải lai sinh sản. Tại lớp tập huấn, các hộ gia đình đã được truyền đạt những kiến thức về chăn nuôi và việc áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Dịp này, các hộ dân được nhận nuôi bò đã ký kết hợp đồng trách nhiệm với các cấp mặt trận về việc nhận và chăm sóc bò sinh sản.
Vừa qua, Trạm Khuyến Nông huyện Quảng Trạch phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đài Xuyên tập huấn kỹ thuật chăn nuôi vịt biển 15 Đài Xuyên để nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn. Vịt biển 15 Đài Xuyên là giống vịt thương phẩm, dễ nuôi, thích nghi với các vùng nước mặn lờ, biển, sông ngòi cho hiệu quả kinh tế cao. Để giúp các địa phương ven sông, ven biển, vùng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nâng cao thu nhập, Trạm Khuyến Nông huyện Quảng Trạch đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đài Xuyên tập huấn kỹ thuật chăn nuôi vịt biển 15 Đài Xuyên cho các hộ dân của ba xã Quảng Phú, Quảng Trường và Cảnh Hóa. Đây là các hộ dân có điều kiện, kinh nghiệm trong chăn nuôi vịt. Các hộ dân được Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đài Xuyên chuyển giao quy trình kỹ thuật, phương pháp chăn nuôi, vệ sinh thú y và cách phòng chống dịch bệnh cho đàn thủy cầm. Đồng thời, mỗi hộ được hỗ trợ 300 con vịt sống, 30% kinh phí thức ăn và thuốc phòng chống dịch bệnh. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đài Xuyên cũng đã hỗ trợ 5.500 con vịt biển 15 Đài Xuyên cho 18 hộ dân của ba xã Quảng Tùng, Quảng Kim và Quảng Châu. Qua 9 năm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng tại Quảng Bình, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79, Binh đoàn 15 đã trồng được trên 1.000 hectare cao su. Để thực hiện dự án trồng cao su trên vùng đồi miền đất Lệ Thủy, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đã tuyển dụng 245 lao động, trong đó có 75 người dân tộc Vân Kiều. Hiện tại, mỗi lao động được giao khoán từ 3,5 đến 4 hectare cao su với mức lương bình quân khoảng 5,4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đẩy mạnh chăm sóc cây cao su nên hiện nay, vườn cây cao su của đơn vị sinh trưởng và phát triển tốt. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 dự kiến quý 3 năm 2018 sẽ đưa vào khai thác một số diện tích cao su. Thời gian qua, nhiều hộ gia đình ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa đã mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Nhận thấy mô hình nuôi cá có hiệu quả kinh tế ổn định và phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, nên nhiều hộ gia đình ở xã Cao Quảng đã tận dụng lợi thế sẵn có, cải tạo lại các ao hồ để nuôi cá, trong đó chủ yếu là cá trắm và cá rô phi. Đây là những loài cá dễ nuôi và dễ tiêu thụ. Mỗi vụ thu hoạch các hộ gia đình ở đây thu về trên 10 triệu đồng. Bên cạnh mô hình nuôi cá, một số hộ gia đình còn tận dụng đất vườn để trồng xả làm tinh dầu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tại huyện Bố Trạch, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới. Trong đó, mô hình nuôi chim bồ câu của ông Trương Quang Thắng ở thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch là một điển hình. Do điều kiện đất sản xuất ít, nên ông Trương Quang Thắng quyết định chọn chim bồ câu làm hướng phát triển kinh tế. Ưu điểm của nuôi chim bồ câu là vốn đầu tư ít, nguồn thức ăn dễ kiếm, ít dịch bệnh, khả năng sinh sản nhanh. Hiện nay, gia đình ông duy trì gần 400 cặp chim bồ câu, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 3.000 đến 3.500 cặp bồ câu non và bồ câu sống, thu lãi trên 150 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo khung mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lờ năm 2018 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh xây dựng, thì từ cuối tháng 3 đến tháng 8 là thời gian bà con bước vào vụ nuôi mới. Ngoài cả kỹ thuật cải tạo ao nuôi, thì chất lượng tôm giống là yếu tố quan trọng, đóng vai trò quyết định đến sự thành công của một vụ nuôi. Thời gian qua, trại giống thủy sản Mần Lờ Quang Phú, thành phố Đồng Hới thuộc Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Bình luôn quan tâm đến việc phát triển chất lượng con giống, thường xuyên cải tiến quy trình công nghệ cũng như đảm bảo số lượng nuôi tôm bổ mẹ để cung cấp con giống chất lượng cho bà con nông dân. Thì để mà chọn con giống có chất lượng trước khi thả nuôi thì bà con cần lưu ý một số điểm. Thì thông thường là bà con cũng quan sát dựa trên các cái đặc điểm ngoại hình, chẳng hạn như là nhìn tôm bơi lội khỏe mạnh, rồi các cái phân phụ là không bị tổn thương, rồi tôm bơi lội nhanh nhẹn, là tôm phản ứng linh hoạt bơi ngược dòng. Mỗi năm đơn vị cung cấp khoảng 100 triệu con tôm giống các loại và khoảng 20 vạn các đối tượng mặn lờ khác như cá chẽm, cá rìa, cá đối, cua giống, đáp ứng nhu cầu của bà con trong tỉnh và ngoài tỉnh như Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa. Bình quân mỗi ngày trại giống xuất từ 1 đến 2 triệu con giống. Gia đình tôi là nuôi trong thủy sản là lâu rồi. Thì về nói chung là nuôi diện tích thì 2 hecta, còn nuôi trong tôm thì nghi lâu đã vào ở đây, nói chung chất lượng tôm đảm bảo, về nuôi ở hồ là nói chung đảm bảo. Hiện nay thì các cái cơ sở giống uy tín trên thị trường cũng rất nhiều, và các cái đơn vị mà các cái giống mà giá rẻ trôi nổi trên thị trường cũng tràn lan. Để bà con cũng lưu ý
Khi mà chọn mua con giống thì cần phải chọn ở những cái cơ sở mà có uy tín, tránh ham giống giá rẻ. Vì thực tế là giá giống, chi phí con giống là một chi phí rất nhỏ trong tổng chi phí mình đầu tư để nuôi tôm. Nên thì tôi cũng khuyến cáo bà con là cần phải chọn những cái cơ sở nào là thực sự lớn, thực sự có cái nguồn tôm bố mẹ là đảm bảo chất lượng. Trước khi thả nuôi, ngoài việc thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật trong cải tạo ao, bà con cần đo đạc các yếu tố môi trường theo chỉ tiêu thích hợp, sau đó báo cho trại giống để thuần hóa con giống phù hợp với yếu tố môi trường thực tế trước khi trại giống cung cấp tôm giống cho bà con. Trong thả tôm giống, bà con cũng cần lưu ý chọn những lô giống đã được xét nghiệm, kiểm dịch, không bị bệnh trước khi thả vào hồ nuôi. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 18 tháng 4 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm từ 72 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 70 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm từ 65 đến 91%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.